Bà đi vào đây, đi vào đây cho tôi. Nhanh lên. Mỗi đừng bắt bà đi mà mỗi. Bà già vô dụng, từ giờ bà yên trong đây cho tôi. Tôi cấm bà bước chân ra khỏi nhà. Mỗi tay cho bà đi mỗi. Bà ơi, để con đập lưng cho bà nhé. Cháu ngoan của bà. Bà mãi ở bên con bà nhé. Nóng quá, bực hết cả mình. Nhà mình nghèo khổ, nuôi ba miệng ăn đã khó, giờ còn nuôi thêm một bà cụ lẩm cẩm kia thì bao giờ mới thoát nghèo đây anh. Nhưng đây là mẹ anh, em biết phải làm sao bây giờ. Được rồi, anh cứ để em lo. Ui, đau lưng quá. Bà già này, lẩm cẩm rồi thì ngồi ít một chút thôi tôi nhờ. Nhà tôi không thừa gạo để mà bà mang đi đổ. Đã nghèo rồi còn phải nuôi thêm một bà già vô dụng nữa. Bà không thương chúng tôi à? Bà tránh ra. Bà ơi, bà sao đấy bà ơi? Bà đau quá, còn đỡ bà vào với. Dạ vâng ạ. Bà ơi, bà có đau ở đâu không? Người bà thế nào rồi? Bà đừng khóc mà bà ơi. Cái thằng này, mày còn ngồi đây chơi nữa à? Nhà này nuôi một người vô dụng là đủ lắm rồi. Tao không có đủ sức để nuôi hai cái miệng như thế này đâu. Ra làm đi. Đi ra ngoài kia làm, nhanh. Đừng đánh cháu của tôi. Mặc dù cơ thể yếu ớt, nhưng bà cụ vẫn cố làm những công việc để phụ giúp gia đình. Anh tính thế nào chứ? Nhà mình giờ nghèo lắm rồi đấy. Oh no. Hả? Tôi chết rồi. Hả? Cái gì vậy? Bà già vô dụng kia, bà làm cái gì đấy? Nhà đã nghèo rồi bà còn thích phá hoại nữa. Mẹ không có ý, mẹ không có ý đâu con ơi. Bà cúi xuống đây, bà dọn cho sạch sẽ đi nhá. Bà nhá, bà không làm được thì bà đừng có phá. Mau dọn sạch sẽ cho tôi, không đừng có trách. Bà dọn nhanh lên. Bố mẹ làm gì mà mắng bà to tiếng thế? Không phải việc của mày, đi lên nhà nhá. Bố mẹ ơi, bố mẹ ơi đừng mà, bố mẹ ơi. Bà đi vào đây, đi lên, nhanh cho tôi. Mẹ ơi. Bà nằm im đi cho tôi, đừng có bước chân ra ngoài. Bà chỉ có phá hoại thôi. Bà ơi, bà ở đằng sau, bà ơi. Mày còn cãi à? Cãi này, chưa? Cãi này, mày cũng cãi không? Tôi xin anh chị, đừng đánh nó nữa. Đừng đánh cháu tôi nữa. Mặc cho người bà yếu ớt ra sức ngăn cản, nhưng đôi vợ chồng vẫn không mảy may để ý và tiếp tục ra sức đánh đứa con của mình. Bye.
bố mẹ ra, con đối xử với bố mẹ như thế thì bố mẹ cảm thấy thế nào?